Một ngày mới, một chiến dịch mới, tất cả các chiến binh của Minh Phụ Music tại kho đàn cơ tầng thứ nhất 17 đã sẵn sàng, sẽ cánh bên nhau, cùng nhau chinh phục thử thách, mang âm nhạc đến mọi nhà. Qua buổi bàn giao, số lượng siêu khủng lên đến 5 cây piano cơ, đến đại lý tại Đà Nẵng. Nào, cùng bắt đầu video nhé. Để đảm bảo sự an toàn cho chuyến đi, thì mỗi cây đàn đã được nhân viên dùng bìa cứng dày, có khả năng chịu lực cao, che khít các bộ phận quan trọng của đàn. Bên ngoài, những vòng ni lông chắc chắn được quấn chặt, tạo thành một lớp bảo vệ hoàn hảo, giảm thiểu tối đa các rung động trong quá trình vận chuyển. Sau đây là thông tin lần lượt từng model được team Minh Phụng lên đường bàn giao. Piano ngoài dòng sẽ gồm có Wagner HW10, là sự kết hợp hoàn hảo giữa truyền thống và hiện đại, đến từ Đức và được sản xuất tại Nhật Bản. Tiếp theo là Hellman 1A, được ra đời từ những xưởng sản xuất đàn piano danh tiếng của Toyo, là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp cổ điển và nét hiện đại. Piano Kawai BL71, đây không chỉ là một cây đàn piano mà còn là cánh cửa dẫn bạn đến một thế giới âm nhạc đầy màu sắc. Tiếp đến là hai model Yamaha U3H và U2C. Mình đã làm video bàn giao trên kênh, các bạn có thể tham khảo đầy đủ thông tin một cách chi tiết nhất bằng cách gõ từ khóa tên sản phẩm trên YouTube Minh Phụng Music nhé. Và mình rất vui khi nhận được những đánh giá tích cực về sản phẩm và dịch vụ. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại comment dưới video hoặc liên hệ qua hotline 0919768606. Hãy đến trải nghiệm những chương trình ưu đãi hấp dẫn cùng các quà tặng đặc biệt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.